không để người nhà chăm bệnh nhân tại các khoa hồi sức cấp cứu, truyền nhiễm là nội dung đáng chú ý trong công văn số 4393 của Bộ Y tế vừa ban hành. Theo đó, nhằm đảm bảo an toàn, giảm thiểu tới mức thấp nhất lây nhiễm cho nhân viên y tế, người bệnh và cộng đồng, Bộ Y tế đề nghị các cơ sở khám chữa bệnh thực hiện nghiêm các biện pháp phòng kiểm soát lây nhiễm COVID-19. Trong đó nhấn mạnh phải bố trí đủ nhân lực chăm sóc toàn diện người bệnh tại các khoa trọng điểm như khoa hồi sức tích cực, khoa cấp cứu, khoa truyền nhiễm, khoa bệnh nhiệt đới và người bệnh có chỉ định chăm sóc cấp 1 tại các khoa lâm sàng khác. Tuyệt đối không để người nhà, người chăm sóc dịch vụ, chăm sóc đối tượng người bệnh này trong giai đoạn hiện nay, giảm thiểu tối đa người nhà hỗ trợ chăm sóc đối tượng người bệnh khác. Trong trường hợp thật cần thiết, chỉ để lại một người nhà để hỗ trợ chăm sóc cố định. Các cơ sở khám chữa bệnh dừng việc thăm hỏi người bệnh nội trú của người nhà, người bệnh.